Mời quý vị và các bạn cùng đón xem chương trình Lào Cai hội nhập của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình ngày hôm nay xin được chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Hỗ trợ khách đi tàu Hà Nội - Lào Cai trong kỳ nghỉ lễ. Lào Cai 335 doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu. Lào Cai ký kết hợp tác với nhiều bệnh viện tuyến trung ương trong 3 tháng đầu năm. Chi tiết các nội dung trên sẽ được chuyển đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, vừa tăng chuyến đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cũng đã có thêm nhiều hoạt động hỗ trợ khách hàng đi tuyến đường sắt Hà Nội-Lào Cai trong đợt cao điểm này. Theo đó, ngoài duy trì chạy thường xuyên đôi tàu SP3, SP4 trong đợt cao điểm này, đơn vị chạy thêm tàu SP1 các ngày 28-29 tháng 4, xuất phát ga Hà Nội lúc 21:35 đến ga Lào Cai lúc 5:15 và ngược lại. Cùng với thực hiện giảm giá cho khách mua vé khứ hồi, khách đoàn, theo quy định của ngành, đơn vị cũng bán vé ô tô từ ga Lào Cai đến Sapa, trả khách tại các điểm trong bán kính 2 km tính từ nhà thờ đá. Giá vé ô tô được niêm yết công khai 55.000 đồng một vé. Trong quý 1 năm 2023, Sở Y tế Lào Cai đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện nhiều chương trình ký kết hợp tác y tế với các bệnh viện tuyến trung ương. Cụ thể như ký kết hợp tác giữa Bệnh viện Sản Nhi với Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội và Bệnh viện Nhi Trung ương, ký kết giữa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội với Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên, huyện Bắc Hà. Thông qua đó góp phần nâng cao chuyên môn tay nghề cho đội ngũ y bác sĩ, từng bước nâng tầm bệnh viện, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao của nhân dân ngay tại địa phương. Trong quý 1 năm 2023, công tác khám chữa bệnh đã được ngành y tế duy trì tốt, đảm bảo chế độ thường trực cấp cứu, sẵn sàng tiếp nhận điều trị bệnh nhân. Thời gian tới, ngành y tế tiếp tục thực hiện giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các loại dịch bệnh, đẩy mạnh các hoạt động đấu thầu mua sắm, đảm bảo đủ thuốc, hóa chất, vật tư trang thiết bị y tế, triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác y tế với các bệnh viện tuyến trung ương, đáp ứng tốt nhất nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Từ đầu năm đến nay, có 335 doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Lào Cai, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp trên đã thực hiện 9.619 tờ khai hải quan, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2022. Sản phẩm xuất nhập khẩu chủ yếu là nông sản, hàng tiêu dùng và thiết bị máy móc. Hoạt động xuất nhập khẩu được khôi phục toàn diện, lái xe Trung Quốc bị dỡ bỏ nên năng lực thông quan qua cửa khẩu Lào Cai được cải thiện. Hiện trung bình mỗi ngày có khoảng trên 300 phương tiện thông quan qua cửa khẩu Kim Thành, trong đó phương tiện xuất khẩu chiếm 40%. Tỉnh Lào Cai đang đẩy nhanh tiến độ triển khai cổng dịch vụ công tại cửa khẩu Kim Thành, dự kiến sẽ đi vào vận hành đầu tháng 4 tới. Điều này được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng năng lực thông quan hàng hóa, đảm bảo công khai, minh bạch, giúp các doanh nghiệp giảm chi phí trong quá trình làm thủ tục. Cục Hải quan Lào Cai đã công khai thông tin 23 doanh nghiệp nợ thuế, với tổng số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt là hơn 11 tỷ đồng. Các doanh nghiệp đều nằm trong diện nợ cưỡng chế. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Thăng Long có số nợ nhiều nhất là 2,6 tỷ đồng. Tiếp theo là công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường nợ 2,2 tỷ đồng. Có 8 khoản nợ đã khoanh thuộc về các doanh nghiệp. Theo quy định của pháp luật, nếu doanh nghiệp không chịu nộp thuế sẽ bị cưỡng chế thu hồi tiền cưỡng chế thuế xuất nhập khẩu trích từ tài khoản tiền gửi mở tại ngân hàng hay kho bạc nhà nước. Trước đó đã có 42 doanh nghiệp nợ thuế, nợ phạt tháng 1 năm 2022 được Cục Hải quan Lào Cai công khai trên cổng thông tin điện tử Hải quan Lào Cai với tổng số tiền trên 397 tỷ đồng. Theo kế hoạch, trong năm nay toàn tỉnh dự kiến trồng mới 890 ha cây dược liệu. Diện tích dược liệu trồng mới được thực hiện tại huyện Bát Sát, Bắc Hà, Simacai và thị xã Sapa. Thời điểm này, các địa phương tập trung đôn đốc, hướng dẫn nhân dân trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh gây hại, đảm bảo thời vụ cho phép và kế hoạch tỉnh giao. Dược liệu là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh. Tuy nhiên, việc phát triển loại cây này cần phải được thực hiện chặt chẽ, khoa học, từ việc trồng, chăm sóc đến tiêu thụ. Vì trên thực tế, những địa phương coi trọng liên kết trong tiêu thụ dược liệu thì nông dân có thu nhập cao gấp từ 5 đến 7 lần so với canh tác cây trồng truyền thống. Năm học 2022-2023, mức học phí của tỉnh Lào Cai tăng từ 2,4 đến 5 lần so với năm học trước. Mức thu này tương đối cao, gây nhiều khó khăn cho người dân trên địa bàn.
Hội đồng nhân dân tỉnh đã kịp thời ban hành nghị quyết số 23 và 01 nhằm hỗ trợ học sinh về nộp học phí năm học 2022-2023. Theo đó, nghị quyết 23 ngày 7 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh hỗ trợ trên 10 tỷ đồng một năm cho trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nghị quyết số 01 ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ hỗ trợ khoản chênh lệch tăng thêm giữa mức thu học phí năm học 2022-2023 theo nghị quyết số 07 và mức thu học phí theo nghị quyết số 09 ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, học viên đang theo học chương trình giáo dục thường xuyên tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai, với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng trong năm học này. Việc ban hành và triển khai chính sách thiết thực từ các nghị quyết này đã nhận được sự đồng thuận nhất trí cao trong nhân dân, góp phần ổn định đời sống kinh tế, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần tại các cơ sở giáo dục và đào tạo. Nhằm giúp bệnh nhân có thêm điều kiện, động lực để vượt lên hoàn cảnh, nỗi đau, chiến thắng bệnh tật, thời gian qua với sự đồng hành hỗ trợ của các mạnh thường quân, hoạt động công tác xã hội tại các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm, đẩy mạnh với nhiều hình thức, thiết thực hướng đến người bệnh. Nhân ngày Công tác xã hội Việt Nam 25 tháng 3, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây. Gia đình chị Chảo Tà Mầy thuộc diện hộ nghèo, bị bệnh phải vào điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Lào Cai. Mỗi ngày chị Mầy được hỗ trợ 2 bữa cơm miễn phí, được nhận nhiều vật phẩm tại cửa hàng không đồng của bệnh viện. Tê tay nè, tê lưng nè, vào đầu, tê vào mắt, đau lắm không chịu được thì xuống đây cho bác sĩ châm mấy ngày. Nghèo lắm, không có cái gì ăn, bác sĩ là cho hỗ trợ một ngày 2 bữa cơm. Cảm ơn bác sĩ nhé. Mới thành lập được 3 tháng, Phòng Điều dưỡng Công tác Xã hội Bệnh viện Đa khoa thành phố đã kết nối được nhiều tổ chức cá nhân hảo tâm duy trì các chương trình hỗ trợ bệnh nhân nghèo, cùng với hàng trăm suất cơm, cháo, bún, bánh được trao hàng tuần. Phòng còn vận động xã hội hóa để tặng quà thăm hỏi, động viên người bệnh dịp lễ Tết với kinh phí hàng trăm triệu đồng. Ngoài cái chăm sóc người bệnh điều trị nội trú ra thì chúng tôi động viên tinh thần cho người bệnh, đặc biệt trong cái tháng 3 này là phối hợp với đoàn thanh niên y tế thành phố tổ chức khám chữa bệnh miễn phí tại thôn An Thành của xã Thống Nhất và rất là thành công. Ngày hôm đó thì cũng đã khám được kê đơn được gần 100 đơn để khám phát thuốc miễn phí và đã tặng cho 200 suất quà, đó là bánh. Thời gian qua, với sự đồng hành hỗ trợ của các cơ quan đơn vị tổ chức nhà hảo tâm, hoạt động công tác xã hội được các bệnh viện trên địa bàn đẩy mạnh với nhiều hoạt động ý nghĩa như tổ chức các gian hàng không đồng, tặng suất ăn miễn phí, hỗ trợ các chuyến xe không đồng đưa bệnh nhân khó khăn về nhà, tổ chức trao nhu yếu phẩm hàng tháng cho bệnh nhân nghèo. Tôi bị suy thận, 2 năm nay phải thuê ở trọ để chạy thận, khổ lắm. May mắn được các nhà hảo tâm hỗ trợ rau thịt hàng tháng, nay lại được nhận quà hỗ trợ, tôi biết ơn lắm. Qua cái mạng truyền thông thì chắc là các mạnh thường quân ở các đầu cầu, ở các tỉnh khác thì người ta cũng luôn luôn dõi theo và thấy cái phương pháp làm thiện nguyện của câu lạc bộ rất là xác thực, cho nên là cũng câu lạc bộ cũng gần đây cũng đã nhận được rất là nhiều những sự ủng hộ của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm ở các mọi miền của Tổ quốc. Đa phần những cái nguồn lực mà chúng tôi đã kêu gọi vào cái quỹ cơm bánh từ thiện để dành trao tặng cho bệnh nhân nghèo và các hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động công tác xã hội được triển khai hiệu quả, vừa chia sẻ khó khăn với người bệnh, vừa góp phần mang đến sự tin tưởng, hài lòng của người dân đối với các cơ sở y tế. Điều đó có ý nghĩa quan trọng, nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhiều thanh niên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn đầu tư xây dựng các mô hình du lịch cộng đồng hiệu quả. Ngoài nâng cao thu nhập, các mô hình này còn đang góp phần cải tạo cảnh quan, xây dựng môi trường nông thôn ngày càng sáng xanh sạch đẹp. Giữ nếp nhà sàn, cải tạo cảnh quan, trồng thêm nhiều hoa, cây xanh. Homestay của gia đình chị Hoàng Thị Thúy đang là điểm đến ưa thích của nhiều du khách.
việc chuyển đổi sang làm du lịch cộng đồng, đón, phục vụ khách lưu trú đã và đang mang lại nguồn thu hiệu quả cho gia đình. Trước kia tôi đã làm ruộng cũng vất vả, bây giờ thì được nhà nước quan tâm đến hỗ trợ để làm cái phát triển du lịch này cũng thấy nhàn hơn so với làm ruộng. Có diện tích đất rộng gần 2 hectare, song trước năm 2018, gia đình chị Vàng Thị Hương chỉ dùng để trồng ngô, sắn. Sau thời gian học hỏi và tìm hiểu thị hiếu của giới trẻ, chị Hương đã cải tạo đất để trồng hoa, làm thêm một số hạng mục tạo điểm nhấn, thu hút du khách đến tham quan chụp ảnh. Ban đầu em chỉ trồng mỗi hoa thôi, nhưng mà khi mà khách lên đây và mọi người cũng góp ý kiến là em sẽ tạo điểm nhấn riêng, làm cái sân view để khách lên đây có thể là vừa ăn uống ở đó, vừa ngắm phố. Tại thị xã Sapa, 5 điểm du lịch cộng đồng tiêu biểu mang nét đặc trưng về kiến trúc, văn hóa của đồng bào người Mông, Dao, Tày, Giấy, Sa Phó cũng được hình thành. Trong đó ghi nhận vai trò tích cực của các bạn trẻ trong việc khai thác, phát huy hiệu quả giá trị văn hóa truyền thống để phát triển du lịch cộng đồng. Về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng như là cái chương trình về giảm nghèo bền vững cũng có những cái hoạt động để hỗ trợ khởi nghiệp cho các bạn trẻ. Và trong năm vừa qua, mặc dù là năm đầu tiên triển khai thí điểm thôi, thì cũng có khá nhiều bạn trẻ ở trên địa bàn thị xã Sapa đã nhận được cái nguồn lực để hỗ trợ những các cái mô hình tương tự như vậy. Thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là từ những cái đốm lửa nhỏ như vậy thì sẽ dần dần lan tỏa thành những cái mô hình lớn rộng khắp. Dựa vào điều kiện thực tế của địa phương để phát triển các mô hình kinh tế du lịch hiệu quả đã và đang góp phần nâng cao chất lượng lao động, giúp thanh niên vùng cao yên tâm bám đất, bám làng để phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Điều kiện khí hậu thổ nhưỡng thuận lợi đang giúp cho Lào Cai phát triển được nhiều loại cây quý, trong đó có cây cát cánh. Nông dân có quỹ đất, sức lao động và tiếp cận được kỹ thuật để canh tác dược liệu. Vì vậy, vấn đề lớn nhất hiện tại đó là liên kết tiêu thụ sản phẩm, để bà con có thể làm giàu bền vững từ loại cây dược liệu này. Theo tổng hợp từ huyện Simacai, hiện địa phương còn gần 37 hectare cây dược liệu cắt cánh đã đến kỳ thu hoạch, dự ước khoảng 200 tấn củ tươi, gồm cả loại củ 2 năm và 1 năm. Tuy nhiên, bà con mới thu hoạch được 21 tấn củ, còn lại vẫn trên nương do chưa có doanh nghiệp liên kết tiêu thụ. Các cái hợp tác xã cũng như là cái tổ chức dược liệu hiện nay cũng đang thu mua, nhưng với cái việc là thu mua cầm chừng, chủ yếu là thu mua về để họ đánh giá lại, thứ nhất là về cái tỷ lệ hao hụt, và thứ hai là cái chất lượng của dược tính xúc tiến để tiêu thụ cho bà con. Trong đó thì có công ty Hoa Thịnh ở dưới Hưng Yên thì cũng đã có thu mua trên 3 tấn để về họ sấy thử và cũng đánh giá lại dược tính. Trái ngược với tình hình thu hoạch và tiêu thụ cát cánh ở Simacai, nông dân vùng trồng dược liệu huyện Bắc Hà đang vào vụ sản xuất mới. Toàn bộ diện tích trồng năm trước hơn 62 hectare hiện đã thu hoạch xong. Từ việc chỉ có 1 hectare trồng khảo nghiệm cách đây 10 năm để đánh giá dược tính, đến nay địa phương đã có đến 62 hectare cây cắt cánh. Tính trung bình, mỗi hectare nông dân có lãi trên 100 triệu đồng. Quan trọng là địa phương có liên kết với các công ty bào chế dược trong nước. Các hộ dân đăng ký diện tích trồng với huyện để hình thành vùng nguyên liệu đáp ứng nhu cầu liên kết đặt hàng. Biên bản ghi nhớ với lại các công ty theo giai đoạn. Bắc Hà giao cho Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp là cái đầu mối liên kết cũng như là bao tiêu sản phẩm cho bà con nhân dân. Sau đó thì Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp lại thu mua cái sản phẩm tươi về sơ chế và bán cái sản phẩm khô cho các công ty theo cái hợp đồng ký kết hàng năm. Nhà cũng trồng nhiều, được gần 20 tấn. Trung tâm Dịch vụ là người ta với công ty người ta mua. Và mình đăng ký xong là mình trồng thì đến thời gian thu hoạch thì coi như là mình thu bán cho công ty đó. Trở lại với huyện Simacai, nông dân trồng dược liệu hầu như tự phát. Cây cắt cánh còn ở trên nương sẽ tiếp tục được chăm sóc sang năm thứ hai. Mặc dù ít suy giảm về dược tính, nhưng trước mắt nông dân chưa thể có thu nhập từ loại cây trồng này và việc mở rộng diện tích trong những năm tới sẽ khó khăn hơn. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.